đình chỉ điều tra vụ án con rể sát hại mẹ vợ ở Hòa Bình. Bà giám đốc, phó giám đốc và 12 cán bộ trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh. Bộ Ngoại giao thông tin về vụ nhiều nữ sinh Việt bị lừa làm gái ở Đài Loan. Ngỡ ngàng nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 8 bị nhấn chìm xuống bùn. Trái công trình xây dựng 3 club trong khu dân cư ở Bình Dương. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên vụ án con rể sát hại mẹ vợ, chém ba người thân bị thương ở Hòa Bình rồi bỏ trốn gây rúng động thời gian vừa qua. Theo thông tin mới nhất, thì sau 4 tháng xảy ra sự việc, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Vậy nguyên nhân đình chỉ vụ án này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ khởi tố bị can đối với Bùi Văn Phiên, sinh năm 1984, chú xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút, chiều ngày 25 tháng 8, tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, do mâu thuẫn chuyện đất đai, nghi phạm Bùi Văn Phiên đã cầm hung khí sát hại bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã bỏ trốn. Vụ án mạng đã khiến mẹ vợ phiên tử vong trên đường đi cấp cứu, bố vợ, chị vợ và con trai của đối tượng này bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị. Ngày 9 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Bùi Văn Phiên. Ngày 15 tháng 11, nghi phạm Bùi Văn Phiên được người dân phát hiện đã tử vong cách nhà đối tượng khoảng 1 km. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình tiến hành giám định gen ADN bộ hài cốt Kết quả xác định là bùi Văn Phiên nguyên nhân tử vong do tự chấm dứt cuộc sống. Theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã qua đời, do vậy cơ quan chức năng quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên chỉ vì mâu thuẫn đất đai mà con rể nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ vợ chém ba người khác bị thương để rồi tự chấm dứt cuộc sống để trả giá mặc dù kẻ thù ác cuối cùng cũng không thoát khỏi án tử nhưng đây vẫn là kết cục đau lòng cho một gia đình từng êm ấm thưa quý vị thời gian vừa qua quân chúng nhân dân đặc biệt là các công ty vận tải trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã có phản ánh về tình trạng có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ có hành vi sách nhiễu gây khó khăn gợi ý nhận tiền bôi trơn để tạo điều kiện đăng kiểm cho các xe ô tô không đảm bảo quy định trước thông tin phản ánh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã vào cuộc điều tra làm rõ và mới đây, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 9903D ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và quyết định khởi tố 14 bị can Tại buổi họp báo thông tin kết quả đấu tranh xử lý vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 9903D, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trung tâm đăng kiểm 9903D, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ xảy ra tại đây và quyết định khởi tố 14 bị can về hành vi nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Vụ việc được phát hiện qua phản ánh của quần chúng nhân dân, đặc biệt phản ánh các công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về tình trạng có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, gợi ý nhận tiền, bôi trơn để tạo điều kiện đăng kiểm cho các xe ô tô không đảm bảo quy định. Trước thông tin phản ánh đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra, xác định từ 2018 đến nay, Dương Trung Lâm, sinh năm 1980, quê quán phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là giám đốc trung tâm, Dương Đình Phú, sinh năm 1985, quê quán thôn Chi Đống, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là phó giám đốc trung tâm cùng các đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm 9903D đã thống nhất với nhau về việc thu tiền phí bôi trơn ngoài phí đăng kiểm và phí đường bộ theo quy định với số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng một xe ô tô đến đăng kiểm, tùy theo mức độ lỗi của mỗi xe. Số tiền thu ngoài của các chủ xe khi đi đăng kiểm để được tạo điều kiện bỏ qua một số lỗi kỹ thuật của xe ô tô khi đăng kiểm như khí thải không đạt thì chỉnh lại hoặc dùng xe khác, đèn phanh không sáng thì bỏ qua, vẫn đăng kiểm cho hoặc làm nhanh các bước cho xe ô tô đăng kiểm đó. Việc thu tiền từ các chủ xe khi đi đăng kiểm do các đăng kiểm viên trực tiếp thu tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Đến cuối ngày, các đăng kiểm viên sẽ tập hợp lại số tiền thu ngoài này rồi chia cho mọi người làm việc tại trung tâm đăng kiểm ngày hôm đó theo tỷ lệ thỏa thuận từ trước. Ngoài những xe của các công ty vận tải đi đăng kiểm, thì các đăng kiểm viên cũng nhận tiền chi phí ngoài của các xe cá nhân với mức giá 200.000 đồng một xe ô tô. Theo tài liệu điều tra, ước tính số tiền phí bôi trơn cho đăng kiểm viên trong năm 2020 khoảng 1,3 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 1,6 tỷ đồng. Tính từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, trung tâm đăng kiểm cho 17.968 lượt xe, số tiền phí bôi trơn khoảng 3,6 tỷ. Quá trình điều tra, những thành viên trong trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 9903D đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ của bản thân hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan, đồng thời thông tin rộng rãi đến người dân để những chủ phương tiện bị nhân viên trung tâm đăng kiểm gây phiền hà, sách nhiễu, thu phí bôi trơn để cơ quan công an phối hợp giải quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thưa quý vị, liên quan tới thông tin về vụ nhiều nữ sinh Việt bị lừa làm gái đi khách ở Đài Loan, mới đây Bộ Ngoại giao cho biết đã nắm thông tin về ba phụ nữ Việt Nam lao động trái phép tại Đài Loan cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng bảo hộ công dân. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và được biết ngày 5 tháng 12, Cảnh sát Đài Bắc phát hiện 3 trường hợp phụ nữ Việt Nam lao động và cư trú bất hợp pháp. Bà Hằng cho hay, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã thực hiện các biện pháp bảo hộ đối với những phụ nữ này. Theo bà Hằng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Trước đó, theo Taiwan News, một trường đại học khoa học và công nghệ ở thành phố Đào Viên gần đây phản ánh thông tin 12 sinh viên Việt Nam của trường đột nhiên biến mất khỏi ký túc xá. Sau khi tìm kiếm, cảnh sát phát hiện họ trở thành gái gọi trong một căn hộ thuê trên đường Lisen North ở quận Trung Sơn ở thành phố Đài Bắc. Ba nữ sinh đã được giải cứu, song hiện chưa rõ tung tích của chín người còn lại, TVBS đưa tin. Trong những năm gần đây, các đường dây buôn bán gái gọi đã lừa gạt các phụ nữ trẻ từ Đông Nam Á dưới chiêu bài du học tại các đại học Đài Loan. Tuy nhiên, họ sau đó đã bị đưa đến các tiệm massage và khu nhà cho thuê để hoạt động đi khách. Vào tháng 10, cảnh sát nhận được tin báo có các đường dây gái gọi tại những khu nhà cho thuê trên đường Lisenot và đường Bắc Sinchang ở Đài Bắc. Tuy nhiên, cảnh sát ban đầu gặp khó khăn trong việc xác định chính xác các địa điểm này trước sự cảnh giác của các băng đảng. Cảnh sát cuối cùng cũng đã có thể xác định vị trí của một trong những địa điểm này và tìm thấy ba phụ nữ Việt Nam tại hiện trường. Nói với cảnh sát, họ cho biết mình là sinh viên đại học ở Đào Viên và đã bị bên môi giới tẩy não để tham gia vào hoạt động gái gọi. Lực lượng đặc nhiệm tuyên bố rằng những sinh viên này rất dễ tổn thương, họ đã bị lừa tham gia các hoạt động đi khách với lời hứa về tiền học phí hoặc môi giới lao động. Thời gian qua, tình trạng các đường dây buôn bán gái gọi đã lừa gạt các phụ nữ trẻ từ Đông Nam Á dưới chiêu bài du học ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, nhận thức hiểu biết pháp luật của một bộ phận phụ nữ trẻ còn nhiều hạn chế nên sẽ rất dễ trở thành nạn nhân của các vụ buôn bán người. Bởi vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an, đã hỏi người dân nói chung, các phụ nữ trẻ nói riêng cần nâng cao hiểu biết, sự cảnh giác, trang bị cho mình những kỹ năng sống cần thiết, tránh mắc bẫy các đối tượng và trở thành nạn nhân của tội mua bán người. Thưa quý vị, càng về cuối năm, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp khó lường. Mới đây nhất, một công trình xây dựng ba club ở khu vực dân cư Việt Sinh, Phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, làm người dân sinh sống trong khu vực hoảng hốt. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 12, khi một số công nhân hàn xì đang làm việc trên tầng cao của công trình xây dựng bê class nằm trên đường 21, khu dân cư Việt Sinh thì bất ngờ lửa bốc lên. Do bên trong chứa các đồ dễ cháy, nên lửa bùng lên rất nhanh và lan ra diện tích rộng. Phát hiện vụ việc này, các công nhân và người dân sinh sống trong khu vực tìm cách dập lửa nhưng bất thành các nhà dân và dãy trọ kế bên nhanh chóng mang theo tài sản chạy ra đường nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố thuận an và bình dương nhanh chóng điều khiển xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường ít phút sau ngọn lửa được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản cháy rụi ghi nhận tại hiện trường công trình này đã gần hoàn thiện bên ngoài có treo biển công ty cổ phần win một club công trình thiết kế kín có hệ thống cách âm hiện vụ việc đang được làm rõ Thời gian vừa qua, liên tiếp xuất hiện nhiều vụ cháy lớn tại các quán bar, cơ sở karaoke gây thiệt hại lớn về người và của. Chính vì thế, chủ các cơ sở kinh doanh cần đặc biệt nâng cao ý thức trong phòng cháy chữa cháy, cũng như trang bị các phương tiện cần thiết. Đồng thời, mỗi người cần chủ động tìm hiểu các kiến thức xử lý tình huống khi gặp những sự cố tương tự. Tiếp theo sẽ là thông tin mới nhất liên quan tới vụ cháy sòng bạc Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Bantayai, Manchay, Campuchia. Theo chính quyền địa phương cho biết, số người tử vong đã tăng lên ít nhất 19, trong khi 70 người khác bị thương. Đáng chú ý, trong số những người tử vong, bị thương có công dân Việt Nam Ông Khom, người đứng đầu thông tin tỉnh Ban Tây Minh miền Tây Campuchia, nơi có thành phố Poipet, ngày 30 tháng 12 xác nhận ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tổ hợp Sòng Bạc và khách sạn Grand Diamond City hôm 28 tháng 12. Các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là công dân đến từ nhiều nước, gồm Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Ông Khom không nói rõ nạn nhân người Việt trong vụ cháy thiệt mạng hay bị thương. Trong khi đó, nhân viên cứu hội Sombun Quan 53 tuổi, cho biết các nạn nhân tử vong được tìm thấy đều là người Thái Lan, dựa vào căn cước công dân của họ. Đám cháy được dập tắt lúc 14 giờ ngày 29 tháng 12 và giới chức đang tiếp tục tìm kiếm nhiều người mất tích. Tổ hợp Grand Diamond City có 500 nhân viên và tiếp đó 1.000 khách hôm 28 tháng 12. Sos Kim người phát ngôn Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia cho biết, hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong tòa nhà 17 tầng khi ngọn lửa bùng lên. Ông Sex Sokol cảnh báo thương vong có thể tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực trong tòa nhà. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân hỏa hoạn có thể là tổ hợp trang trí mừng năm mới tiêu thụ quá nhiều điện khiến dây điện quá tải và chập cháy. Thái Lan đã triển khai lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ giới chức Campuchia. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ phải tạm dừng khi đêm xuống do không đảm bảo an toàn. Các bệnh viện ở tỉnh Sakeo của Thái Lan cũng đã tiếp nhận điều trị hàng chục người. Poipet là đầu mối giao thông nằm giữa thành phố Siem Reap của Campuchia và thủ đô Bangkok của Thái Lan, nổi tiếng với nhiều sòng bạc và là nơi sinh sống của nhiều công dân Thái Lan làm việc trong ngành này. Thái Lan cấm gần như toàn bộ hình thức đánh bạc, nhiều người nước này sang Campuchia để vào các sòng bạc tại đây. Campuchia từ cuối thập niên 1990 bắt đầu phát triển ngành casino, dù cấm công dân nước này tham gia hoạt động bài bạc, nhiều tổ hợp khách sạn sòng bạc được Campuchia xây dựng dọc khu vực biên giới để thu hút khách nước ngoài. Thưa quý vị, vua bóng đá Pele, biểu tượng bóng đá Brazil, người 3 lần vô địch World Cup và được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư ruột kết vào lúc dạng sáng ngày 30 tháng 12. Dạng sáng ngày 30 tháng 12 theo giờ Việt Nam, vua bóng đá Pele đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, Brazil. Thông tin trên được chính con gái của ông Kelly Nascimento xác nhận. Trên trang Instagram cá nhân, cô viết Tất cả những gì chúng con có là nhờ cha Chúng con yêu cha vô bờ bến Hãy yên nghỉ nhé cha Liên đoàn bóng đá Brazil cũng xác nhận thông tin này Họ đăng tải bức hình Pele ăn mừng bàn thắng Kèm theo chủ thích Yên nghỉ nhé Pele Cùng với 3 biểu tượng đại diện cho số lần vô địch World Cup của ông Tương tự, người đại diện thân cận của ông Jose Fraga cũng buồn bã Báo tin trên trang cá nhân của mình Vụ bóng đá Pele qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết và nhiều vấn đề liên quan tới tim thận. Trước đó, huyền thoại bóng đá nhập viện vào ngày 30 tháng 11 với tình trạng xương toàn thân và suy tim. Tới ngày 3 tháng 12, cơ thể của ông không còn phản ứng với hóa trị và được chuyển sang chế độ chăm sóc cuối đời. Điều đáng nói, kể từ khi cắt bỏ khối u kết tràng vào tháng 9 năm 2021, ông liên tục phải ra vào viện để kiểm tra, trước khi bệnh tình trở nặng trong những tháng cuối năm 2022. Trong ngày ông về với Chúa, cháu trai Arthur Spires đã viết bức tâm thư, trong đó cậu nhấn mạnh, Hôm nay là ngày buồn nhất cuộc đời cháu, nhưng bây giờ, trong lòng cháu chỉ còn những ký ức đẹp đẽ với ông, những khoảnh khắc tuyệt vời mà ông đã làm được cho bóng đá Brazil và thế giới, với những người mà ông giúp đỡ, những chiến thắng in dấu chân của Pele. Ông ơi, ông là thần tượng lớn nhất cuộc đời cháu, mãi luôn là như vậy, bất kể ông ở đâu, dù là trái đất hay trên thiên đàng, cháu hiểu rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn luôn ở bên cháu, ủng hộ và chúc phúc cho đứa cháu trai bé bỏng này cháu cũng hiểu rằng ông sẽ mang hình ảnh của cháu lên thiên đường cháu yêu ông rất nhiều dù ông ở đâu thì vẫn luôn đi cùng cháu tới hết cuộc đời này hàng loạt ngôi sao bóng đá và người hâm mộ toàn cầu đã gửi lời chia buồn tri chi ân cũng như vinh danh pele Neymar cho rằng pele đã biến bóng đá thành nghệ thuật cristiano ronaldo gọi ông là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trong khi em nhấn mạnh di sản mà pele để lại sẽ không bao giờ bị lãng quên Lionel Messi cùng nhiều tên tuổi khác của Argentina, quốc gia kinh địch với Brazil trong bóng đá cũng lên tiếng vĩnh biệt Pele. Trên trang cá nhân, Messi đăng tải hình ảnh chụp chung, chung với vua bóng đá và viết, y nghỉ nhé Pele. Thành phố Santos, nơi Pele gắn bó phần lớn sự nghiệp cầu thủ tuyên bố 7 ngày để tang, người hâm mộ Brazil đổ dồn về sân vận động của Santos để bày tỏ niềm tiếc thương với vua bóng đá. Pele được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với kỷ lục 3 lần vô địch World Cup, ghi tổng cộng 1281 bàn sau 1 1363 trận cho Santos năm 1956 đến năm 1974, tuyển Brazil và New York Cosmos năm 1975 đến 1977. Ông có câu nói nổi tiếng rằng, thành công không sẽ đến ngẫu nhiên, đó là sự chăm chỉ, kiên trì học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và hơn hết là yêu thích những gì bạn đang làm hoặc đang học. Trên sự ra đi của ngôi sao bóng đá này, thay mặt ekip chương trình, chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông, người dân Brazil và toàn thể những người hâm mộ. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 30 tháng 12, miền Bắc không chìm sâu trong khối không khí lạnh tăng cường. Bắc Trung Bộ trời rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời vẫn rét. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30 tháng 12, Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 3 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 13 độ, có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất 15 đến 18 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 13 độ, vùng núi 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, nhiệt độ cao nhất 16 đến 19 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, tập trung ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp 6, trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 đến độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 đến độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ. Nam Bộ có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.